chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây sẽ là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 tại nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Theo chương trình dự kiến, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của bốn dự án luật, gồm Luật cư trú sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật biên phòng Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Xem xét cho ý kiến về dự án luật pháp lệnh sau. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người HIVS pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành xem xét về việc ban hành nghị định về quản lý sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội, xem xét cho ý kiến về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Sáng nay Tổng công ty Hàng không Việt Nam Airlines chính thức tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào sáng nay, ngày 10 tháng 8, trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 thứ hai bùng phát, gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh hàng không. Mức lỗ dự kiến được đại diện Việt Nam Airlines đưa ra lên đến 15.000 tỷ đồng. Công bố tại đại hội cổ đông sáng nay, lãnh đạo Việt Nam Airlines cho biết, do dịch COVID-19 Hiệp hội Vận tải Hàng không Thế giới dự báo năm 2020, lượng khách luân chuyển trên toàn thế giới giảm 54,7% so với năm 2019, doanh thu mất 419 tỷ USD và các hãng hàng không lỗ trên 84 tỷ USD, trong khi mức lãi cả năm 2019 ước 25,9 tỷ USD. Dự tính 11,2 triệu lao động trong ngành hàng không thất nghiệp. Đáng chú ý, Vietnam Airlines dự kiến trình kế hoạch lỗ trước thuế hợp nhất 15.177 tỷ đồng và lỗ dòng công ty mẹ 14.487 tỷ đồng. Lãnh đạo Việt Nam Airlines cho biết, các tháng cuối năm, tổng công ty tiếp tục điều hành các giải pháp về nguồn nhân lực như tạm hoãn, hợp đồng lao động, nghỉ không lương, làm việc không chọn thời gian. Dự kiến kế hoạch sử dụng bình quân 4.785 lao động trong năm 2020 giảm 26%. Với thị trường nội địa, 7 tháng cuối năm 2020 dự kiến phục vụ khoảng hơn 18 triệu lượt khách, tương đương 90% cùng kỳ. Tính chung cả năm, tổng thị trường nội địa đạt 34,95 triệu lượt khách, thấp hơn 20% so với cùng kỳ. Giá vé bình quân có khả năng giảm khoảng 30%. Hôm nay, ngày 10 tháng 8, là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Buổi sáng, các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Theo đánh giá ban đầu, đề thi hai môn thi tổ hợp buổi sáng ngày 10 tháng 8 tương đối vừa sức, phù hợp với những biến động trong học tập vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 thời gian qua. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên gồm các môn thi là Sử, Địa, Giáo dục công dân và Lý, Hóa, Sinh. Mỗi bài thi có thời gian làm bài là 50 phút, giữa các bài thi các thí sinh giải lao 10 phút. Mặc dù sẽ có những thí sinh không thi đủ cả 3 môn trong nhóm tổ hợp nhưng các thí sinh sẽ không được rời khỏi trường thi để đảm bảo an toàn trường thi. Chiều ngày mùng 10 tháng 8, các thí sinh sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ, môn thi cuối cùng với thời gian 60 phút. Tiếp theo là những thông tin về tình hình dịch Covid-19 trong nước và thế giới. Tính đến sáng ngày mùng 10 tháng 8, có 4 bệnh nhân đầu tiên ở tâm dịch Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Bác sĩ Lê Thành Phúc, giám đốc bệnh viện phổi Đà Nẵng cho biết, sáng ngày mùng 10 tháng 8, 4 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, đó là các bệnh nhân bệnh nhân 423 bệnh nhân 424 bệnh nhân 441 bệnh nhân 442 trong số này ba bệnh nhân người Đà Nẵng và một bệnh nhân người Quảng Ngãi bệnh viện phổi Đà Nẵng sẽ bố trí xe đưa bệnh nhân về nhà tại huyện Ba tơ Quảng Ngãi các bệnh nhân còn lại ở Đà Nẵng cũng sẽ có xe đưa về tận nhà sau khi được công bố khỏi bệnh các bệnh nhân này tiếp tục được cách ly theo dõi tại địa phương và có sự quản lý của nhân viên y tế theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng đang điều trị cho 242 bệnh nhân nhiễm COVID-19, đến nay đã có nhiều bệnh nhân âm tính từ 1 đến 4 lần. Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang hiện đang điều trị cho 184 bệnh nhân mắc COVID-19, trong số này đã có 11 bệnh nhân âm tính lần 1. Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về hai trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 430 và 737. Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 12 và 13 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Trong đó, bệnh nhân 430, nữ, 33 tuổi, địa chỉ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, được chẩn đoán tử vong do viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy đa tạng không hồi phục, sốc nhiễm trùng nhiễm độc trên bệnh nhân suy thận mãn tính giai đoạn cuối, lọc màng bụng chu kỳ và suy tim tăng huyết áp. Bệnh nhân 737, nữ, 47 tuổi, địa chỉ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, trần đoán tử vong do nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận mạng tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ và mắc COVID-19. Như vậy, tính đến thời điểm này, có 11 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong liên quan đến COVID-19. Các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng, suy thận mạng tính giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối, không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyếp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi. Trong giai đoạn này đã có những bệnh nhân COVID-19 trên nền bệnh mạng tính phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp, máy thở hoặc thở oxy. Như vậy, hiện nay Việt Nam có tổng cộng 841 ca nhiễm COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 13 ca tử vong. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 384 ca. Trên thế giới, tính đến 13 giờ ngày 10 tháng 8, số người mắc COVID-19 toàn cầu vượt 20 triệu, với tổng số là hơn 20 triệu 026.000 người nhiễm bệnh, trong đó có 734.025 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân bình phục là trên 12,9 triệu bệnh nhân. Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh với 5,199 triệu ca nhiễm với 165.617 ca tử vong do Covid-19. Tại châu Á tính đến nay ghi nhận 5.039.737 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 109.600 ca tử vong. Ấn Độ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu lục với 2,215 triệu ca, trong đó có 44.466 trường hợp tử vong. Trong những ngày qua Ấn Độ liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức trên 60.000 trường hợp mỗi ngày. Tại Nhật Bản, chính quyền thành phố Tokyo đã ghi nhận thêm 331 ca nhiễm mới trong ngày mùng 9 tháng 8. Đây là ngày thứ tư liên tiếp thành phố này có trên 300 ca nhiễm mới. Trong khi đó, tỉnh Okinawa đã xác nhận có thêm 159 ca nhiễm, đây cũng là số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày tại đây. Điều này cho thấy dịch bệnh đang lan nhanh tại Nhật Bản. Ở châu Âu, Liên minh châu Âu EU bắt đầu cho phép các công dân từ 11 quốc gia ngoài EU nhập cảnh. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 8, Hội đồng EU đã yêu cầu các quốc gia thành viên từng bước dỡ bỏ các quy định hạn chế đi lại đối với công dân Australia, Canada, Georgia, Nhật Bản, New Zealand, Rwanda, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia và Uruguay. Cơ quan này cũng đề nghị cho phép công dân Trung Quốc đến EU dựa trên điều kiện có đi có lại. Bản tin tiếp tục với một số thông tin trong tỉnh. Sáng ngày 10 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ giải pháp về công tác phòng chống dịch. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Qua khảo sát bước đầu, đến nay tỉnh Cao Bằng có 696 trường hợp người dân có đến các tỉnh Đà Nẵng, Lạng Sơn, Quảng Nam, Đắk Lắk. Hiện có 707 người thuộc diện cách ly theo dõi có liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng, trong đó 248 người đang theo dõi sức khỏe tại nhà, 427 người đang cách ly tại nhà, 32 người cách ly tập trung và cách ly tại các cơ sở y tế. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đề xuất các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các tổ chức đơn vị, cá nhân, lơ là, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 như không thực hiện cách ly, không đeo khẩu trang, công tác ngăn chặn xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, tăng cường kiểm tra đo thân nhiệt cán bộ công chức viên chức người lao động tại cơ quan đơn vị địa phương. Các sở ban ngành liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ động viên các lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch tại các khu cách ly y tế tập trung. Kết luận cuộc họp Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhận định, tình hình dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến phức tạp, có tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào tỉnh ta. Do đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch, duy trì hoạt động ban chỉ đạo tổ chức họp ít nhất một tuần một lần, họp đột xuất khi cần thiết. Yêu cầu tất cả người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng, ở khu vực chợ, bến xe, siêu thị, các hoạt động đông người khác. Tại các nơi có biển báo bắt buộc phải thực hiện đeo khẩu trang, nếu cố tình vi phạm cơ quan có liên quan sẽ tiến hành xử phạt theo quy định. Đối với các nơi tổ chức hội nghị đông người, cần thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách. Các địa phương thành lập các chốt lưu động, chốt kiểm soát hạn chế người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ngày 10 tháng 8 Huyện ủy Nguyên Bình tổ chức hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết kết luận của Trung ương của tỉnh của huyện mới ban hành đợt 2 năm 2020 và thông tin kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nguyên Bình lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu huyện Nguyên Bình lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, thông báo số 173 ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 8 về mua và đọc báo tạp chí của Đảng. Kết luận số 71 Ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức viên chức theo thông báo kết luận số 43, kết luận số 77 ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, về chủ trương khắc phục tác động của dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Chỉ thị số 36 ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Chỉ thị số 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị, lãnh đạo huyện yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy xây dựng kế hoạch học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị qua đó giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi các chỉ thị nghị quyết kết luận của trung ương tỉnh huyện tạo sự thống nhất về tư tưởng nhận thức quan điểm chủ trương của đảng ngày 10 tháng 8 Việt theo cao bằng trao số tiền 90 triệu đồng cho chị Lương Tuyết Nhung, nhân viên bán hàng Việt theo huyện Quảng Hòa ở xóm Bản Quang, xã Quốc Toàn, huyện Quảng Hòa, làm nhà ở, được trích từ nguồn quỹ, ngôi nhà trăm đồng. Gia đình chị Nhung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố, mẹ chồng mắc bệnh thường xuyên, hai con còn nhỏ, đồng lương ít ỏi không đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nhung, chi nhánh Việt theo Cao Bằng quyết định trích số tiền 90 triệu đồng hỗ trợ để chị Nhung làm nhà ở từ nguồn quỹ ngôi nhà trăm đồng do cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Viễn thông Việt theo Việt Nam quyên góp ủng hộ cho những cán bộ công nhân viên trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà ở. Cùng với nhiệm vụ duy trì và phát huy đà tăng trưởng, việc theo cao bằng luôn đồng hành với tỉnh trong hoạt động an sinh xã hội, nhất là việc ưu tiên hỗ trợ cán bộ, nhân viên trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà ở. Ngày 10 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho ông Triệu Văn Tôn, xóm Phia Đán, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang nhà đại đoàn kết được khởi công xây dựng từ ngày 16 tháng 4 năm 2020, quy mô xây dựng nhà cấp 4, xây bằng gạch vồ, lợp mái tôn, nền láng xi măng. Sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích sử dụng trên 100 m2, tổng kinh phí 125 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất và xuất nhập khẩu Hùng Dũng hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại là đóng góp của gia đình và sự hỗ trợ về mọi mặt của người thân và bà con trong xóm, với số ngày công lao động là 75 công. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng một suất quà cho hộ nghèo tại xóm trị giá 500.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và xuất nhập khẩu Hùng Dũng tặng 2 triệu đồng cho gia đình ông Tôn mua sắm đồ dùng trong gia đình. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy chính quyền các cấp. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, Đoàn Công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hùng Dũng cũng đã đến thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng Thị Hoa, Quang Long, với tổng số tiền là 35 triệu đồng, đồng thời ủng hộ Hội Khuyến học huyện 10 triệu đồng. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.